Người ta thường xòe xòa mà nói với trẻ con rằng ngày 25 tháng 12 là ngày Chúa sinh ra đời. Thực ra ngay trong Kinh Thánh cũng tuyệt nhiên không có nói gì tới ngày này cả, và tất nhiên chẳng có nhắc nhở nào cần phải kỷ niệm ngày tháng này trong năm. Chúa là bất tử, Chúa tạo ra vũ trụ thì tất nhiên có kỷ niệm cũng kỷ niệm không phải là ngày sinh của Chúa mà là sự tái thế của người. Ngày 25 tháng 12 là ngày gì và tại sao cả cộng đồng theo đạo Thiên Chúa lại kỷ niệm tưng bừng như vậy? Xin thưa, ngày 25 tháng 12 là ngày đổi mùa, ngày lễ mặt trời hoặc lễ thần mặt trời của người La Mã. Và thực ra từ trước khi có đạo Thiên Chúa thì những tôn giáo khác đã tồn tại. Và giáo dân họ đã kỷ niệm ngày này là thời điểm ngày bắt đầu dài ra. Hiểu biết về thiên văn học của người dân từ nhiều nghìn năm trước đã rất cao rồi, từ thời Babylon và còn có thể là trước nữa. Từ khi người La Mã chấp nhận đạo Thiên Chúa thì nhà thờ cũng không muốn người dân bị mất đi một ngày lễ truyền thống lớn nhất của họ và đã thỏa hiệp. Từ đó, nhà thờ và toàn thể các con chiên cũng kỷ niệm ngày 25 tháng 12 như ngày lễ Giáng sinh, và truyền thống đó bắt đầu chỉ từ giữa thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên. Vậy Chúa thực sự sinh ra vào thời gian nào? Nếu đọc kỹ Kinh Thánh và so sánh với thời tiết khí hậu vùng Bethlehem tại Israel, nơi Chúa sinh ra, thì sẽ hiểu Chúa sinh ra vào lúc những đàn cừu gặm cỏ trên đồng, là cuối mùa xuân đầu mùa hạ. Và nếu đọc kỹ nữa, so sánh với tuổi của người khi tạ thế thì có thể đoán rằng Chúa sinh ra vào khoảng năm thứ 6 trước Công Nguyên. Đã như vậy thì tất nhiên càng không có Santa Claus hay nôm na là ông già Noel trong Kinh Thánh. Santa là thánh, còn Claus là tên Nicholas, truyền thống tặng quà cho trẻ em dưới danh nghĩa ông già Noel. Mỗi nước thường có một tên gọi riêng cho ông, cũng có từ rất lâu đời. Thế nhưng ngày nay nhiều sử gia thống nhất rằng nhân vật được coi là thánh Nicholas này là một nhân vật lịch sử có thật, xuất xứ cũng chẳng phải từ Bắc Cực hay Phần Lan, mà lại từ Tiểu Á. Cậu bé Nikolai này sinh ra vào giữa thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên tại thành phố Parta ở tỉnh Lykia thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Từ nhỏ cậu đã không chơi đùa với nhiều bạn cùng trang lứa, mà rất nhiệt tình giúp đỡ những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Lớn lên cậu càng làm những việc thiện, tiếng tăm của cậu thanh niên này lan đi rất xa. Đến mức một lần con tàu biển cậu đang đi gặp bão tố, cậu đã cầu nguyện và Chúa đã cho sóng yên biển lặng. Tại thành phố Mira, nay gọi là Dempe, cậu đã được phong thành Hồng Y giáo chủ, khi còn khá trẻ mà đã quản lý rất nhiều nhà thờ. Ngày nay ở thành phố này vẫn còn nhà thờ nơi cậu ở đây. Cả quãng đời cậu làm Hồng Y giáo chủ, cậu tiếp tục giúp đỡ những kẻ nghèo khó, những phạm nhân bị xử oan ức hay những viên sĩ quan bị đi tù vì những cáo buộc mà họ không hề biết. Cậu về với Chúa ngày 6 tháng 12 theo lịch cũ, vào khoảng thời gian những năm 342 đến 351, cậu được chôn ngay tại nhà thờ của chính tỉnh Lykia. Suốt bao nhiêu thế kỷ, Thánh Nikolai là một trong những vị thánh được giáo dân yêu quý nhất tại nhiều quốc gia, cho đến thế kỷ thứ 16, theo Martin Luther đòi hỏi thay đổi giáo hội, bãi bỏ hàng loạt những ngày lễ thánh. Khi đó lại một lần nữa những truyền thống lâu đời mạnh hơn mọi giới luật, các dân tộc vẫn tiếp tục kỷ niệm ngày lễ Thánh Nikolai. Ai theo Thiên Chúa thì vẫn kỷ niệm ngày ấy vào mùng 6 tháng 12, còn ai theo Tin Lành thì vị Thánh Nikolai biến thành một ông già hay một chú lùn để tặng quà cho những đứa trẻ ngoan. Hàng loạt truyền thuyết ra đời để kể về ông già tuyết hay ông già tuyết và cô cháu gái, đi xe tam mã hay do những con tuần lộc kéo, từ Bắc Cực trở về hay ngụ tại làng Lan Plandia, ban đêm chui vào nhà qua đường ống khói lò sưởi để nhét quà và giày cho trẻ nhỏ. Mỹ là đất nước có vai trò quan trọng với ngày lễ Noel này. Thánh Nikolai đã đến vùng đất hứa này vào năm 1626 từ Hà Lan. Năm ấy có mấy chiếc tàu từ Hà Lan, dẫn đầu bởi tàu Godavru, có hình Thánh Nikolai đứng ở mũi tàu. Những kẻ phiêu lưu này mua của thổ dân da đỏ một miếng đất để xây ngôi làng và đặt tên là New Amsterdam. Ngày nay ngôi làng đó trở thành thành phố New York. Khổ cái mấy tay Hà Lan này không nói tiếng Anh, mà ông già tuyết theo tướng của họ là Sinterklaas, nên dân tiếng Anh bắt đầu bắt chước gọi theo, lúc đầu là Santa Claus, sau đó là Santa Claus. Nhưng nước Mỹ là nơi những truyền thống đều sẽ bị biến dạng đi đáng kể. Năm 1822, nhà thơ Clayton Moore viết truyện thơ ngắn Cuộc viếng thăm của Thánh Nicholas. Ông già Noel tặng quà cho một cậu bé, trong chuyện đó là một vị thần vui vẻ, bụng to, hút tẩu nhà khói trắng liên mồm. Thế nên chẳng còn dáng vẻ gì của Thiên Chúa nữa, mà thần thoại hóa lên đi bằng xe kéo tuần lộc.
Thế rồi đến năm 1931, hãng nước ngọt Coca-Cola tung ra sản phẩm quảng cáo có vẽ hình ông già Santa Claus như chúng ta vẫn biết ngày nay. Ông già râu trắng dài, mặc bộ đồ đỏ trắng, mỗi tội tay cầm chai Coca-Cola quen thuộc. Santa Claus của Mỹ với tiềm năng marketing của Coca-Cola và sau này là văn hóa Hollywood đã làm lu mờ các đồng nghiệp là các ông già tuyết đến từ Anh, Pháp, Ý, Phần Lan và kể cả ông già tuyết và công chúa tuyết của Nga. Vậy cuối cùng, ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 này có ý nghĩa gì ngoài việc là một cơ hội kích cầu rất lớn cho ngành công nghiệp tặng quà và giải trí? Xin thưa, ý nghĩa quý báu nhất của ngày lễ này là sự chia sẻ, không chỉ việc chúng ta tặng quà cho những người yêu thương của mình, ý nghĩa của ngày lễ Thiên Chúa còn lớn hơn thế nhiều. Có vô vàn câu chuyện minh họa cho việc cho nhận của mùa Giáng sinh, xin xem clip rất hay sau đây, mình sẽ để link ở dưới phần comment. Ngoài mục đích quảng cáo dễ thấy ra, clip này đã được làm rất nhân văn dựa theo sự kiện lịch sử hoàn toàn có thực vào Giáng sinh năm 1914, Christmas is for sharing. Câu chuyện này cũng rất thực sự, xảy ra chưa hề lâu, nhưng ngày nay người ta mới kể lại. Ngày 7 tháng 12 năm 1988, khi tại Armenia Liên Xô cũ, xảy ra trận động đất khủng khiếp với sức công phá bằng 10 lần những quả bom nguyên tử đã ném xuống Nhật, gây ra cái chết của 150.000 người dân và tàn phá 40% tiềm năng sản xuất của nước Cộng hòa này, gây cho nửa triệu người cảnh không cửa không nhà. Chỉ sau 72 tiếng máy bay, Mỹ chở hàng viện trợ nhân đạo và các chuyên gia cứu hộ, bác sĩ, người tình nguyện đầu tiên hạ cánh xuống Armenia. Sau đó Mỹ còn gửi tới 20 chuyến máy bay như thế nữa, do America, tổ chức mà người đứng đầu là bạn học của Tổng thống Bush cha. Do đó Bush cha có một nguyện vọng là hãy cho người con là Jeb, John và cháu George của mình tham gia cùng. Jeb Bush, con của Tổng thống Bush cha và em của Tổng thống Bush con. Sau này ông làm tỉnh trưởng bang Florida 1999 cho đến 2007, lúc đó đang là một nhà kinh doanh bất động sản, đã bỏ lỡ dịp lễ Giáng sinh cùng gia đình để bay sang tận CCCP cùng với 40 tấn hàng cứu trợ và đứa con trai 12 tuổi. Moscow lập tức cho người đưa hai bố con đi Erevan. Hai cha con rất ít nói, có thể thấy Jeb Bush khá hồi hộp vì sứ mệnh quan trọng đó, vì đây là chuyến công du quốc tế đầu tiên của Jeb, vì quan hệ hai nước đang trong điểm rất tồi tệ và tất nhiên là tai họa khủng khiếp giáng xuống đầu dân tộc Armenia. Khi vào bệnh viện để thăm bệnh nhân và phát quà Giáng sinh cho trẻ em, Jeb nói với người con hãy nhìn xem cậu bé này có xinh không, cặp mắt rất tuyệt vời. Nếu cậu ta sinh ra trong gia đình chúng ta, thì bạn ấy là em của con và tai họa này sẽ không xảy ra. Jeb nói rất nhanh, vì lúc đó trong phòng bệnh chỉ có 3 người. Đó là bài học Bush con đang dạy cho Bush cháu. Ngoài phố cửa nhà đổ nát hết, đầy người rách dưới, tập tễnh lang thang, rách dưới trong mùa đông. Sau khi đến Spytalk, tâm điểm của trận động đất này, nơi này lên đến 10 độ Richter, Jeb Bush đã đưa ra đề nghị đến nhà thờ chính của tất cả giáo dân Armenia. Sau khi gặp gỡ cha cố, hai cha con Bush xin ngồi lại trong giáo đường để cầu nguyện. Cả đoàn ra ngoài chờ, họ cầu nguyện rất lâu, tất nhiên sau đó có những cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao nhất của Armenia và báo giới. Chuyến đi của Bush con và Bush cháu đã thay đổi rất nhiều điều. Sau này Gorbachev có một câu nói với Bush cha rằng trong nhà thờ không còn ai thì Jeb đã khóc. Và những giọt nước mắt này ảnh hưởng tới quan hệ Liên Xô và Mỹ nhiều hơn tất cả những gì có thể đem ra so sánh. Còn khi ở trên máy bay để quay về nước, Jeb Bush đã nói với con rằng ở dưới kia hàng triệu người Mỹ vẫn đang đóng góp hàng viện trợ cho Armenia. Chúng ta đã đem lại được món quà Giáng sinh quý nhất và đây cũng là món quà Giáng sinh quý nhất trong cuộc đời mà bố con ta được nhận. Vì Giáng sinh là để chia sẻ, thế nên đừng ngại ngùng gì nữa, hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn về bài viết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!